Chào mừng đã quay trở lại với kênh của Trang Lê Food. Vào những ngày hè nóng nực thì việc thưởng thức một chén chè hạt sen long nhãn thạch xanh sau bữa ăn thì còn gì tuyệt vời hơn. Món tráng miệng này không chỉ giúp giải nhiệt, thanh mát mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vì rất bổ dưỡng. Ngoài ra, cách nấu món chè này lại đơn giản, không phức tạp như nhiều người nghĩ. Cùng nhau vào bếp làm món chè ngọt lành này nhé. Để làm ra món chè này thì mình có các nguyên liệu nhà bán: hạt sen, long nhãn, đường phèn. Mình sử dụng đường phèn vàng của Quảng Ngãi. Và cuối cùng là rau câu. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Hạt sen thì nay mình sử dụng hạt sen Huế khô, một bịch nửa ký là 10 sâu. Mình làm 6 phần nên sử dụng khoảng 7 sâu là 350g là được rồi. Cắt dây rồi tuột hạt sen ra. Cho nước vào để rửa. Sau đó thì mang đi đổ bỏ nước này. Bắt ấm nước nấu lên cho ấm. Cho vào khay để ngâm hạt sen. Ngâm tầm 1 tiếng thì hạt sen sẽ nở. Long nhãn Hưng Yên, đổ ra vài trái cho các bạn coi nè. Nhìn sạch và ngon ghê. Và bây giờ thì sẽ mang đi rửa trước khi ngâm. Rửa sạch rồi thì cho long nhãn vào khay. Cho nước vào để ngâm. Các bạn cho nước lọc vào ngâm cũng nở rồi. Không cần phải ngâm nước nóng đâu nè. Để ở đây ngâm đến khi nào nở thì các bạn vớt ráo. Nhớ là giữ lại phần nước ngâm. Hạt sen đã ngâm nở rồi thì mình sẽ mang đi nấu thôi. Mình sử dụng nước ngâm hạt sen cho vào nồi. Và thêm vào nước lọc nữa. Nấu sôi lên thì mở nắp ra, cho hạt sen đã ngâm nở vào nồi. Nước sôi lên thì các bạn vớt bọt bỏ đi. Rồi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ lại, nấu tầm 20 đến 30 phút thì hạt sen sẽ mềm. Vớt lên và ăn thử xem hạt sen đã mềm chưa. Các bạn phải hay kiểm tra thường xuyên, vì nếu luộc hạt sen mềm quá thì khi cắn vào hạt sen sẽ bị nát vụn, không còn ngon nữa nè. Hạt sen vừa mềm rồi thì mình vớt ra. Cho vào tô nước để ngâm. Nước luộc hạt sen thì cũng giữ lại để chút cho vào nồi nấu thì chè của mình mới thơm mùi hạt sen. Đợi hạt sen nguội thì mang đi rửa qua với nước cho sạch bọt và để ráo. Nấu rau câu, cho rau câu dẻo vào tô. Tiếp theo thì cho đường vào trộn đều. Mục đích của việc trộn đường là để rau câu không bị vón cục khi cho vào nước nóng. Trộn đều lên thì mình để qua một bên. Bắt nồi nước nấu lên cho sôi. Vừa khuấy vừa cho từ từ rau câu vào cho đến hết. Và tiếp tục nấu đến khi sôi lên lại. Mình phải canh canh khuấy lên để tránh bị khét đáy nồi nè. Nấu sôi tầm vài dạo hoặc đến khi nào thấy rau câu dẻo lên như vậy là được rồi nè. Rửa sạch lá dứa, sau đó thì xay với nước, lọc lấy nước và bỏ bã đi. Cho vào rau câu, mấy bạn cứ cho đến khi nào màu vừa ý thì ngưng. Không nên cho nhiều quá sẽ làm rau câu bị nhẫn đắng. Tắt bếp và cho ra khay. Có một lưu ý chỗ này cho mấy bạn là xay xong lá dứa thì cho vào rau câu liền, chứ mình để lâu mới cho vào là màu xanh sẽ bị lợn cợn như vậy nè. Đợi nguội rồi thì cho vào bảo quản tủ lạnh qua đêm. Mình sử dụng nước luộc hạt sen, nước ngâm long nhãn và nước lọc. Nấu cho sôi lên rồi thì vớt bọt bỏ đi. Cho đường vào. Mình cho hết bịch đường phèn 1kg vào luôn. Công nhận đường phèn vàng này có mùi thơm quá. Chưa đủ ngọt nên mình cho thêm một ít đường phèn trắng vào nữa.
Công thức đường này mình dùng đãi tiệc và ăn kèm với đá. Nếu các bạn cho ít đường hơn thì khi mang ra khách chưa ăn liền mà đá tan là sẽ nhạt nhất. Còn gia đình mình ăn thì cứ điều chỉnh ít đường lại theo khẩu vị. Nấu cho tan hết đường rồi thì dùng vợt bớt chỉ trong đường bỏ đi. Đường vàng này là cho ra chè màu nâu vàng như vậy, nhưng rất là thơm và ngon. Còn bạn muốn chè không có đậm màu như vậy thì sử dụng hoàn toàn bằng đường phèn trắng là được nhé. Tắt bếp rồi thì mình mới cho long nhãn vào thì long nhãn sẽ giòn lắm. Tiếp theo sẽ cho hạt sen đã nấu mềm vào nồi. Nhà ai thích thì cho long nhãn và hạt sen vào nồi thì nấu sôi lên lại rồi mới tắt bếp cũng được. Không nên nấu nhiều vì sẽ làm cho long nhãn mềm không còn ngon nữa. Khuấy đều lên và đợi nguội. Mình nấu chè này lúc tối để mai mới đãi tiệc thì phải mang đi bảo quản tủ mát qua đêm nè. Mình để rau câu qua đêm trong tủ lạnh cho đông. Qua sáng hôm tiệc thì mình mới mang ra cắt. Sử dụng dao răng cưa để cắt cho đẹp. Đầu tiên thì mình sẽ cắt làm đôi, làm tư và rồi thì làm tám. Và sau đó thì cắt vừa ăn. Nồi chè long nhãn hạt sen để tủ lạnh hôm qua thì lấy ra và cho rau câu vào. Mình cho hết vào luôn. Mấy bạn nhìn thấy nhiều rau câu quá đúng không? Không đâu nha, rau câu dai dai ngon lắm. Khách ăn nhiêu đó còn không đủ nữa, nó chì dư. Cho rau câu vào chung thì rau câu sẽ thấm vị và ngon hơn. Nhưng do nước đường mình sử dụng đường phèn vàng nên rau câu hơi sẫm màu một xíu vì nước đường thấm vào. Khuấy đều lên lại rồi mang vào bảo quản tủ lạnh. Ngưng giờ đãi tiệc thì mình múc chè ra tô. Ai mà thích ăn rau câu sợi thì phải nấu rau câu giòn cho đông cứng rồi mới lấy ra bào sợi như vậy nè. Bào xong thì cho lên khay. Muốn kiểu nào thì mấy bạn làm tùy thích, mà theo mình thì món này phải ăn với rau câu dẻo thì hợp và ngon hơn. Các bạn cũng có thể đợi lúc múc ra tô rồi mới cho rau câu vào như mình đang làm cũng được nè. Rau câu giòn, rau câu sợi, long nhãn, hạt sen, nước chè. Và cuối cùng là thêm rau câu sợi cho nổi màu xanh lên trên. Vậy là món chè hạt sen long nhãn thạch xanh đã hoàn thành rồi. Đây là một trong những món chè có công dụng thanh nhiệt, giải khát và giúp tinh thần sảng khoái tức thì khi thưởng thức. Món chè này có vị bùi từ hạt sen, vị thanh giòn của long nhãn, dai dai giòn giòn của thạch, tạo nên một sự kết hợp độc đáo của món chè hạt sen long nhãn thạch xanh này. Một món chè tự tay làm thơm ngon lại bổ dưỡng, một món chè ngọt lành cho những ngày nắng nóng để gia đình hay thực khách thưởng thức thì rất là hợp lý nè hen. Khi ăn món chè này thì mình thích ăn đá đập hơn, vì có đá nhỏ ăn luôn mát lạnh đã dễ sợ nè. Và các bạn cũng có thể cho đá bi vào cũng được. Cho đá vào rồi thì trộn đều lên, múc ra ly và rồi thưởng thức thôi. Clip đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại cả gia đình mình vào những clip sau. Bye. Nãy giờ ăn mấy ly rồi? 2 ly luôn.